phải công nhận làm con gái lắm lúc thấy khổ kinh khủng. Chỉ cần xa rời son phấn một tí là muôn vàn rắc rối đã ùa lên đầu. Dí như ái nữ nhà Minh Nhựa ghi xe Phạm sinh năm 1999, cô bạn sở hữu nhan sắc khá ga nhìn, đáng yêu. Cũng như bao người, bất kỳ hình ảnh nào mà di sinh này ung lên trang Instagram đều trông cực kỳ chỉnh chu, bô xe dáng đời điều nghệ và trải qua 7.749 bước chỉnh màu cho theo trend. Nhưng tất cả hình tượng mà Vi xe Phạm xây dựng mới đây đã sụp đổ chỉ vì một chiếc video to vi mà bản thân cô ung lên. Trong office chanh xả đi cà phê, cô bạn Mage ung sương sương đủ để tôn lên đường nét gương mặt. Thế mà thoát cái, thay chiếc áo ngủ và tẩy trang lại thấy ngay sự khác biệt. Xin được hát gian bài ca Hôm Nay Tôi Buồn của Phùng Khánh Linh để miêu tả tâm trạng Vi xe Phạm ngay lúc này. Tin được không, đây là ảnh Vi xe mới ung hôm qua thôi. Và cũng vừa mới hôm qua, cô bạn tróc dài rơi vào tầm ngắm của cô bạn thân Bobby. So với hình ảnh bình thường lên đồ đầy ấn tượng thì lần này, khoảnh khắc Vi xe Phạm dù có hơi xùi xò nhưng cũng được dân tình khen tới tấp. Vì dễ gì nhìn thấy được lúc nàng tiểu thư nổi tiếng giản dị và một mạc đến thế. Này nhé, khi cần thì Vi xe cũng rất sang chảnh đó chứ chẳng được.